Những vũ khí chủ lực kinh hoàng của Ấn Độ khiến hàng xóm phải kiên nể. Quý vị và các bạn thân mến, quan ngại mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Pakistan và Trung Quốc với ngân sách quốc phòng 46 tỷ đô la, Ấn Độ đã tự nghiên cứu và chế tạo hệ thống chống tên lửa đạn đạo BMD cho riêng mình cùng hàng loạt vũ khí, phương tiện quốc phòng tiên tiến khác. Dưới đây là 10 loại vũ khí quân đội Ấn Độ sở hữu làm các hàng xóm của quốc gia này phải kiên dè. Tên lửa siêu thanh BrahMos Promos là loại tên lửa hành trình siêu thanh, ứng dụng công nghệ tàng hình, có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất. Ấn Độ đồng ý bán bramos cho Việt Nam trong tháng 7. Hiện nay, Ấn Độ đang bày tỏ mong muốn cùng hợp tác với Nga để nghiên cứu và phát triển một loại tên lửa chống hạm, tốc độ siêu âm, có thể tích nhỏ hơn tên lửa bramos nhưng có tốc độ nhanh hơn. Đến lúc đó, Ấn Độ sẽ xuất khẩu loại tên lửa này cho các quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Venezuela. Vào năm 1998, Nga và Ấn Độ đã bắt tay thành lập một liên doanh đặt tại Ấn Độ mang tên Brahmos Aerospace với chức năng chính là sản xuất một loại tên lửa chống hạm hàng đầu thế giới trên cơ sở loại tên lửa chống hạm siêu âm lừng danh của Nga là B-800 Yakont, đó chính là tên lửa chống hạm Brahmos. Quan chức Ấn Độ đã tiết lộ với Press Trust of India rằng Ấn Độ mong muốn tiếp tục hợp tác với Nga để nghiên cứu phát triển một phiên bản tên lửa chống hạm tốc độ siêu âm BrahMos mới, có thể tích nhỏ hơn, tốc độ nhanh hơn tên lửa nguyên bản. Dự kiến trong thời gian chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Putin vào giữa tháng 12 năm nay, Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ, nhà thiết kế và sản xuất tên lửa Nga và BrahMos Aerospace sẽ chính thức bàn bạc về vấn đề này. BrahMos đạt tốc độ Mach 2,8 đến 3 được Ấn Độ và Nga liên kết chế tạo với các biến thể sắp ra mắt dự kiến vào năm 2017. Ấn Độ sẽ là nước duy nhất có tên lửa hành trình siêu thanh trang bị cho lục quân, hải quân và không quân của họ. So với các tên lửa cùng loại, BrahMos có vận tốc lớn hơn gấp 3 lần, tầm bay xa hơn 3 lần, tỷ lệ tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu hơn 4 lần. Ngoài ra, tên lửa đảm bảo độ chính xác cực cao với tốc độ siêu thanh trong suốt hành trình bay. Toàn bộ dự án BrahMos dự kiến chi phí khoảng 13 tỷ đô la. Tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30 MKI Sukhoi Su-30 MKI là một máy bay siêu tiêm kích thế hệ thứ tư với hai động cơ cực mạnh được phát triển bởi Hàn của Ấn Độ. Phát triển từ Su-30 MK của Nga, Su-30 MKI đã được sửa đổi để phù hợp với nhu cầu chiến tranh, hệ thống điện tử giữa Israel và Ấn Độ hợp tác với mục tiêu tạo ra các biến thể cuối cùng của dòng Su-30 cho Ấn Độ. Đây là chiếc máy bay đa năng phục vụ việc tìm diệt các mục tiêu trong mọi điều kiện và cả ban đêm lẫn ban ngày trong mọi tình huống. Chiếc máy bay này được trang bị các loại vũ khí kể cả vũ khí tự động, bom, các loại tên lửa không đối không, rồi tên lửa tầm thấp. Su-30 MK2 chở được 8.000 kg vũ khí. Đạn dược sẽ được trang bị tên lửa hành trình BrahMos và Nipay. Trên thân và cánh máy bay có 12 bể gắn, 10 trong số đó dùng để cài đặt đến 10 trái tên lửa trong trường hợp không chiến, Su-30MK2 sẽ sử dụng những tên lửa nhỏ điều khiển bằng sóng từ, cũng như các đầu đạn tự động R-27R1, R-27RE, R-27T, R-27E, RVVAE. Còn khi cần chiến có thể sử dụng tên lửa không đối không R-73 và R-73E. Đối với các mục tiêu trên mặt đất và trên biển, Su-30MK2 sẽ sử dụng loại tên lửa chống sóng radar H31B hoặc tên lửa định vị bằng sóng vô tuyến bằng laser H25ML, H29L và H29T, tên lửa có cánh H59M cũng như các loại bom thông thường, đặc biệt vũ khí tấn công mặt đất và trên biển của Su30MK2 cực kỳ hiệu quả. Chẳng hạn, tên lửa H-59M điều khiển bằng sóng vô tuyến có thể bắn phá mục tiêu từ khoảng cách 100 km. Trên đường bay tới mục tiêu thì trên màn hình của sở chỉ huy hiện rõ đường đi của đầu đạn tự động được gắn với tên lửa và sau khi viên phi công ngắm mục tiêu và ra lệnh thì nó sẽ công phá chính xác mục tiêu. Ngoài ra, số 30 MK2 còn được trang bị tên lửa H-29TM do Tổng công trình sư Igor Selesnev kết hợp với nhóm thiết kế hệ thống vũ khí của loại máy bay này phát triển. Su-30MK2 còn được lắp đặt các thiết bị quan học mới như hệ thống bắt ngắm mục tiêu có vỏ bọc Sapsan-E được phát triển bởi nhà máy cơ khí quan học Uran có trọng lượng 250kg, dài 3m, đường kính 0,39m. Hệ thống này bao gồm các camera và thiết bị chỉ thị laser có tầm quét từ dương 10 độ đến âm 15 độ nhằm bổ sung cho hệ thống quan điện tử OEPS-30MKE đặt ở phần mũi máy bay. Ngoài ra, thiết bị trinh sát có vỏ bọc M400 được phát triển bởi phòng thiết kế Canopy, bao gồm cả radar quét ngang, có tầm quét tối đa trên 100 km với độ phân giải 2m. Thiết bị được sử dụng để khóa các mục tiêu trên biển và phát hiện các điểm mù Blind Spot phía sau máy bay, đồng thời cung cấp thông tin mục tiêu cho các tên lửa không đối không bắn ra phía sau. Bên cạnh đó, hệ thống radar quét mãn pha chủ động hiện đại của Su-30 MK2 có khả năng bám bắt hàng chục mục tiêu cả trên không lẫn trên biển, khóa bốn mục tiêu khác nhau với độ chính xác đáng kinh ngạc. Tàu khu trục INS Visakhapatnam được đánh giá là lớp tàu khu trục tàng hình mạnh mẽ nhất và tiên tiến nhất. INS Visakhapatnam được hạ thủy vào ngày 20 tháng 4 năm 2015, cho tới khi được đặt tên thánh và biên chế cho hải quân vào tháng 5 năm 2018, INS Visakhapatnam sẽ là khu trục hạm tiên tiến nhất Ấn Độ, có thể thực hiện hành trình tuần tra trên khắp các đại dương. Tàu có chiều dài 163 m và nặng 7.300 tấn, trang bị 8 ống phóng tên lửa chống tàu Brahmos, 32 ống phóng tên lửa phòng không tầm trung Barak 8, Hệ thống radar cảnh báo đa chức năng, giám sát mọi mối đe dọa và hai hệ thống phóng ngư lôi cùng trực thăng chống ngầm được chế tạo hoàn toàn bằng thép sản xuất tại Ấn Độ. Tàu INS Visakhapatnam được trang bị hệ thống vũ khí tối tân bao gồm tên lửa siêu thanh có thể bắn chính xác các mục tiêu trên bộ và trên mặt biển từ xa. Hệ thống phòng thủ của tàu bao gồm tên lửa đất đối không, tên lửa chống tàu và bốn súng bắn nhanh 30mm. Ngoài ra, tàu INS Vishakhapatnam có năng lực chống tàu ngầm với các hệ thống ống phóng ngư lôi và tên lửa dưới mặt nước. Tàu INS Vishakhapatnam còn được trang bị hệ thống radar giám sát đa chức năng rất hiện đại của Israel. Tàu ngầm hạt nhân INS Chakra Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ năng lượng của phản ứng hạt nhân. Loại tàu ngầm này có những lợi thế về hiệu năng hoạt động so với tàu ngầm thông thường chạy bằng điện diesel. Nhờ có sự đẩy hạt nhân mà loại tàu này không còn phụ thuộc vào sự đẩy không khí, do đó tàu ngầm không nhất thiết phải nổi lên mặt nước thường xuyên. Mặt khác, với nguồn năng lượng khổng lồ từ hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân có thể vận hành tốc độ cao trong 25 năm liên tục mà không phải nạp nhiên liệu. Tàu ngầm này có thể được trang bị hệ thống 12 ống phóng thẳng đứng, dùng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm do nước này tự sản xuất là K-15, có tầm bắn hơn 700 km và có thể mang được một đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn. Ngoài ra, nó cũng có thể được trang bị 12 quả tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ tàu ngầm SLBM, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân là K-5, có tầm bắn 1.500 km. Tàu ngầm hạt nhân chiến lược INS Chakra trang bị 36 người lôi chống ngầm và tên lửa chống tàu Club, tiếng ồn cực kỳ nhỏ tới mức hầu như không có, mang theo thủy thủ đoàn 80 người. Hệ thống chống tên lửa đạn đạo PAD AAD Quan ngại mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Pakistan và Trung Quốc, Ấn Độ đã tự nghiên cứu chế tạo hệ thống chống tên lửa đạn đạo BMD cho riêng mình. Hệ thống BMD là tổ hợp bao gồm radar, spy, 1D của công ty Lockheed Martin và tổ hợp tên lửa SM-3 của công ty Raytheon. Hệ thống BMD có thể hạ gục bất kỳ mục tiêu nào từ khoảng cách 5.000 km. BMD gồm hai loại tên lửa là Breathe V Air Defense hay gọi tắt là PAD để đánh chặn tầm xa và các tên lửa đánh chặn tầm thấp Air Defense AAD. PAD có thể tiêu diệt mục tiêu từ 300 đến 2.000 km ở tốc độ Mach 5. Breathe V PAD là hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa với tầm hoạt động hơn 2.000 km, trần cao từ 50 đến 80 km trở lên. Trong khi đó, tên lửa phòng không tiên tiến tầm ngắn AAD được sử dụng cho các nhiệm vụ đánh chặn tầm thấp và tầm bắn hơn 250 km, trần bay 30 km. Cùng với hệ thống radar Greenpoint, chúng tạo nên bộ ba cốt lõi trong chương trình đánh chặn tên lửa của quân đội Ấn Độ. Ngoài ra, cả PAD và AAD đều được trang bị radar Swarfish, với tầm hoạt động lên tới hơn 800 km giúp theo dõi các hoạt động của tên lửa đối phương hiện quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch nâng cấp phạm vi hoạt động của Swarfish lên 1.500 km đồng thời cải tiến các tên lửa PAG AAD để đạt được tầm bắn và trần bay cao hơn nếu điều này trở thành hiện thực AAD hoàn toàn đủ sức bắn hạ máy bay và tên lửa hành trình của đối phương Ấn Độ là quốc gia thứ tư trên thế giới triển khai thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nếu đưa vào sử dụng cùng lúc PAD và AAD có thể tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác đến 99,8%. Máy bay cảnh báo sớm, AWACS Falcon Quý vị và các bạn thân mến, AWACS là viết tắt của máy bay cảnh báo sớm và hệ thống radar được trang bị trên máy bay sử dụng để phát hiện các loại phi cơ, tàu, xe. AWACS có nhiệm vụ chính là phát hiện và cảnh báo các máy bay của đối phương, chỉ huy và phối hợp tác chiến giữa các máy bay chiến đấu. Các máy bay AWACS hiện đại có khả năng phát hiện máy bay từ khoảng cách 400 km đến 650 km, có thể bao quát một khu vực rộng tới 300.000 km vuông. Ấn Độ tuy phát triển hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm AWACS khá muộn, nhưng lại là nước có hệ thống vũ khí quân sự này thuộc dạng hiện đại nhất thế giới. Hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm AWACS của Ấn Độ là những chiếc máy bay vận tải hạng nặng Iyushin 76 trang bị hệ thống radar Falcon, đây là những máy bay có khả năng chỉ huy và cảnh báo trên không theo chuẩn NATO đầu tiên của Ấn Độ. Các máy bay này có khả năng kiểm soát vùng không phận rất rộng, lên tới hàng trăm km vuông. Hệ thống radar Falcon được lắp đặt trên mũi chiếc Izushin-76 và đóng vai trò như trung tâm của hệ thống thông tin liên lạc để xác định máy bay của kẻ thù trong bán kính hàng trăm dặm. Ngoài ra, hệ thống radar này còn có các thiết bị theo dõi, giám sát, phân tích và giải mã sống radio của kẻ thù. Không quân Ấn Độ sở hữu dòng máy bay cảnh báo sớm AWACS tiên tiến nhất trên thế giới với 3 chiếc. A-50 Falcon AWACS được trang bị radar ELTA ELW-2090 do Israel chế tạo gắn trên khu máy bay Il-76 của Nga. Các AWACS hoạt động như trung tâm điều khiển hướng dẫn máy bay chiến đấu đánh chặn và lực lượng không quân chiến thuật trong chiến đấu. Nó có thể phát hiện mục tiêu từ 400 km. Chúng được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không và thiết bị tác chiến điện tử hàng đầu. tên lửa chống tăng NAG và hệ thống Namika. Được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến cùng sức hủy diệt cực mạnh, tên lửa chống tăng NAG của Ấn Độ có thể diệt mọi loại tăng trên thế giới. NAG có thể được phóng từ một bài phóng trên mặt đất hoặc căn cứ không quân. Phiên bản mặt đất hiện có thể lắp đặt lên tàu hải quân Namika sử dụng tên lửa NAG có nguồn gốc từ tên lửa BMP-2 dùng tấn công thiết xa. NAG được thiết kế để phá hủy xe tăng hiện đại và những mục tiêu bọc thép hạng nặng. Theo DRDO, NAG là dòng tên lửa dẫn đường chống vũ khí bọc thép được xây dựng bằng vật liệu composite trọng lượng nhẹ và có độ bền cao. Nó có khả năng chiến đấu cao và có thể tránh được hệ thống phòng thủ của kẻ thù. Đây là tên lửa chống tăng duy nhất trên thế giới, có cấu trúc hoàn toàn bằng sợi thủy tinh. NAG nặng 42 kg, tấn công mục tiêu ở khoảng 4 đến 5 km với tốc độ bay 230 m trên một giây, sử dụng hệ thống hình ảnh hồng ngoại. Một bộ vi xử lý hình ảnh theo thời gian thực kết hợp với thuật toán tác chiến nhanh được cài đặt bên cạnh hệ thống dẫn đường cho phép tên lửa tự động phát hiện và theo dõi mục tiêu. Hệ thống lái tự động tạo điều kiện cho nó ổn định trong suốt quá trình bay. Ngoài ra, NAG cũng được trang bị một hệ thống điện tử dẫn động để điều khiển tên lửa bay đúng hướng và đạt tốc độ bay 828 km, tầm bắn từ 4 đến 7 km. Nguồn can được phát triển với chi phí 3 tỷ rupee, NAG là loại tên lửa chống tăng hoạt động theo cơ chế phóng quên. Namica là xe bánh xích mang 12 tên lửa NAG, trong đó 8 hệ thống luôn trong chế độ sẵn sàng bắn. Khả năng đổ bộ đa dạng của Namica cho phép nó dễ dàng chinh phục bất kỳ mục tiêu trên bộ, trên sông và trên biển. Về cơ bản Namica là hệ thống chống tăng với vũ khí chủ đạo là tên lửa thế hệ 3 NAG được gắn trên gầm xe BMP2. Một hệ thống Namica điển hình sẽ bao gồm hệ thống phóng 8 ống với 16 tên lửa NAG. Chúng được trang bị cảm biến quang và tia hồng ngoại, giúp phát hiện tên lửa của đối phương một cách nhanh chóng. Đặc biệt, Namika có khả năng di chuyển trên mọi địa hình, ngay cả trong môi trường nước. Đây là một hệ thống rất độc đáo và hiếm có một đội quân nào trên thế giới, sở hữu một loại vũ khí tương tự. Tàu sân bay INS Vikramaditya INS Vikramaditya là tàu sân bay hiện đại nhất Ấn Độ và được hoán cải từ tuần dương hạm Baku của Nga. Tàu sân bay Vikramaditya sử dụng hệ thống quản lý chiến đấu Lysorup E. Nó tập hợp dữ liệu từ các hệ thống cảm biến giúp thủy thủ đoàn nâng cao nhận thức tình huống. Là tàu sân bay lớn nhất và đắt nhất trang bị cho Hải quân Ấn Độ với lượng chắn nước 45.000 tấn, quái vật biển này có thể mang tới 24 máy bay chiến đấu MiG-29K và 6 trực thăng chống ngầm. INS Vikramaditya được trang bị bộ cảm biến tàng hình Tàu được hoán cải từ tuần dương hạm Baku của Nga và được Nga bán cho Ấn Độ với giá 2,35 tỷ đô la. Con tàu chính thức vào biên chế hải quân nước này vào ngày 14 tháng 6 năm 2014. Hơn 70% trang thiết bị trên tàu đã được tân trang lại và tuổi thọ của nó là hơn 40 năm. Xe tăng T-90S Bishma Bishma là cách gọi tiếng Ấn Độ cho dòng xe tăng T-90 do Nga chế tạo đó là sản phẩm tổng hợp công nghệ từ các dòng tăng T80U và T72B. T90S có hệ thống điều khiển hỏa lực vượt trội và tính cơ động rất cao. T90 được trang bị hệ thống hỏa lực cực mạnh, nó được mệnh danh là tăng hỏa tiễn bởi khả năng tiêu diệt đối phương ở cự ly tới 5.000m. Xe tăng được trang bị các hệ thống gây nhiễu tiên tiến nhất, máy thu cảnh báo laser, hệ thống ngắm bắn ngày và đêm cho pháo 125mm, 46 m có khả năng tản nhiệt cùng tổ lái 3 người. Prisma nặng 48 tấn, có thể vượt qua các chướng ngại vật, hào nước sâu 5m và mang theo 1.600 lít nhiên liệu diesel cùng vỏ giáp hầu như bất khả xâm phạm. Vũ khí chính của T-90S là pháo 125mm nồng trơn, vũ khí phụ là súng máy 12,7mm gắn trên tháp pháo, được vận hành bằng tay, nó cũng có thể được điều khiển từ bên trong tháp pháo. Tính năng độc đáo nhất của chiếc xe tăng này là khả năng bắn tên lửa chống tăng Inva ngay từ thùng xe, Lớp vỏ của T-90S gồm 3 lớp giúp chống lại vũ khí thường và cả vũ khí chống tăng. Lớp đầu tiên là APS, lớp thứ hai là ERA và lớp thứ ba là giáp Ceramic. Ngoài pháo 2A46M, Pishma còn được trang bị súng máy 12,7mm, 700 xe tăng dòng này đã được mua từ Nga và 347 chiếc chế tạo tại Ấn Độ. Quốc gia này có lực lượng xe tăng hiện đại lớn nhất ở Nam Á. Hệ thống phóng rocket tự hành MLRS Pinica MLRS Pinica là hệ thống tên lửa phóng loạt được trang bị trên ô tô chở hàng, tám trục, Tatra, kiếp chiến đấu 6 người. Hệ thống MLRS Pinica tới có 12 thiết bị dẫn hướng, loạt bắn tất cả các tên lửa có thể diễn ra trong vòng 44 giây, tầm xa tối đa tiêu diệt mục tiêu là 40 km. Các tổ hợp phóng rocket loạt MLRS Pinica được sản xuất bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng, GRDO cho quân đội Ấn Độ. Hệ thống này đã được thử nghiệm ở các vùng cao, giá lạnh trong cuộc xung đột Kargil năm 1999. Pinaka có thể phóng 12 tên lửa trong 44 giây với thời gian nạp thêm đạn rất ngắn chỉ 4 phút. Một hệ thống phóng lắp trên xe tải Tatra được nạp 12 tên lửa có tầm bắn 40 đến 65 km. Pinaka trang bị hệ thống dẫn đường quán tính (Inertial Navigation INS) rất tiên tiến trong đó sử dụng một máy tính cảm biến chuyển động và cảm biến xoay để tính toán vị trí, định hướng và quỹ đạo của mục tiêu chuyển động. Pinaka có khả năng làm việc trong các chế độ khác nhau, chế độ tự động, chế độ độc lập, chế độ điều khiển từ xa và chế độ hướng dẫn. Hiện GRDO cũng đang lắp đặt hệ thống dẫn đường GPS trên các tên lửa. Pinaka có giá rẻ hơn so với hệ thống cùng loại M270 của Mỹ khoảng 10 lần. Các bạn vừa theo dõi video những vũ khí chủ lực kinh hoàng của Ấn Độ khiến hàng xóm phải kiên để. Hãy cho bí mật quân sự biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Hãy subscribe bí mật quân sự để theo dõi những video mới nhất.